Nga mến chào toàn thể quý anh chị, quý cô chú và ngày hôm nay em Nga đang có mặt trên cái quốc lộ 25. Từ vị trí này mà ra tới thị trấn huyện Chư Sê thì khoảng chừng là 2 km. 2 km thì đi ra tới trường cấp 3 chợ của thị trấn huyện Chư Sê. Hướng này là đi về thành phố Pleiku này. Và cái vị trí ngược lại này thì nó đi về tới Tuy Hòa, Phú Yên. Em Nga mến giới thiệu đến với quý anh chị một cái lô 2 của quốc lộ với giá chỉ có là 28 triệu trên 1 mét thôi. Đất của chúng ta bằng phẳng và nằm ngay cái khu dân cư. Và em Nga mời quý anh chị theo chân em đi vào trong cái lô đất này quý anh chị nhé. Đường của mình là đường lớn, ô tô vào tới nơi. Đây, cái lô đất của mình ranh giới từ cái hàng rào thép gai bên đây. Ôm cái mặt đường này là 32 m. Và cái chiều sâu của nó là 20 m ạ. Xung quanh đã trồng hết cái vườn nhãn này. Đó, trồng nhãn làm cái hàng rào rất là đẹp. Ở trên đất của mình thì đang trồng cái cây gỗ gáo. Đó, diện tích 32 m. Và có 100 mét đất ở như quý anh chị. Đây, ra ngoài phía trước đây là cái quốc lộ 25 này. Nhà ở bên đây nhỉ. Miếng đất của mình chỉ sau một cái nhà thôi. Giá rất là rẻ, 28 triệu trên 1 mét, 3 cm. Mình đợi chị quý anh chị nha. Và đây là cái hình ảnh từ trên cao của Pleikam về lô đất của chúng ta. Lô đất của mình cách quốc lộ 25 chỉ có 50 m thôi. Tổng diện tích là 32, sâu vào là 20 m và có 100 m đất ở. Thì gia chủ sang nhượng cho quý anh chị với giá rất là rẻ, với giá trị 28 triệu trên 1 mét, bao sang tên bị đỏ cho quý anh chị. Ở phía trước mặt tiền quốc lộ 25 hiện nay là giá 150 triệu trên 1 mét ạ. Quý anh chị quan tâm đến cái lô đất này xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị ở video lần tới nhé.